Dạ vâng, Bảo Tín Audio xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Hôm nay thì em sẽ trở lại và quay trở lại với chuyên mục review DAC nha mọi người. Và sản phẩm ngày hôm nay mà em muốn đem đến cho mọi người là một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Topping Audio. Đây là một cái sản phẩm mới ra mắt thời gian gần đây. Thì nó là ra để cho thay thế cho cái phiên bản gọi là Topping DX3 Pro. Còn phiên bản này là DX3 Pro Plus, hay chúng ta có thể là gọi là DX3 Pro cộng. Và trước khi vào cái nội dung của video này thì em sẽ chia sẻ cho mọi người một chút, thì chúng ta có thể gọi cái phiên bản này là phiên bản cải tiến và nâng cấp cho Topping D50S chẳng hạn. Chúng ta có thể gọi như vậy. Chúng ta có thể gọi phiên bản này là cải tiến nâng cấp của Topping D50S, và cũng có thể gọi rằng là nó là một phiên bản rút gọn của Topping EX5. Đấy, tại sao lại như vậy thì bây giờ em sẽ khui hộp để cho chúng ta xem là một cái topping mới như thế này thì hãng sẽ cho chúng ta những cái phụ kiện như thế nào, cũng như là cái cách thiết kế của họ sẽ ra làm sao, và cùng với đó là các cái tính năng, cái lối đi nguyên mạch cũng như là cái chất lượng linh kiện thì nó như thế nào, chức năng của nó như thế nào, mà tại sao lại đánh giá là cải tiến của D5S và rút gọn của EX5. Thì chúng ta sẽ cùng unbox trước rồi tí nữa chúng ta sẽ review tiếp nhé. Với một cái sản phẩm topping, các cái module của hãng thì trong cái phân khúc từ D5S trở lên thì thường có một cái hộp trắng như thế này. Mỗi hộp sẽ có những số series riêng đi kèm. Đấy. Chúng ta sẽ mở hộp ra. Bên trong hộp thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có một sách hướng dẫn. Đây là topping D30 Pro. À, em xin lỗi, là DX3 Pro và DX3 Pro cộng nhé. DX3 Pro và DX3 Pro cộng. Thì cái sách hướng dẫn này em có trình bày rất là nhiều mọi người rồi, thì ngôn ngữ ở trong này chủ yếu tập trung là sách cho cái người Nhật này, người nước ngoài, người châu Âu, Mỹ này, và tiếng quốc gia của họ là Trung Quốc. Thì đây là một cái quyển sách hướng dẫn. Ngoài ra thì có thêm một cái catalog giới thiệu các cái model của hãng mà chúng ta có thể là sử dụng. Nếu mọi người yêu thích các cái dòng sản phẩm đến từ Topping thì khi mọi người mua sản phẩm, mọi người có thể xem qua các cái mã của sản phẩm này, xem là chúng ta có cần thêm cái thiết bị gì của hãng hay không. Đấy. Và chúng ta có một cái phụ kiện đi kèm là một cái adapter nguồn. Adapter nguồn này thì cắm trực tiếp vào điện từ 100 đến 240V. Ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng đầu ra điện ra là 15V. Đấy, điện ra là 15V. Khác với D50S sử dụng điện ra là 5V thì thanh niên này đã được trang bị cái cục nguồn với điện ra là 15V. Đấy, điện cấp nguồn cao hơn một chút. Có thể là do vì là nó có cái đầu ra tai nghe nữa nhá. Nó có cái đầu ra tai nghe nên là chúng ta cần một thêm một chút cái hiệu năng từ cái nguồn điện. Chúng ta có một dây PC USB để chúng ta kết nối với máy tính. Chúng ta kết nối với các cái thiết bị có cổng xuất PC USB. Đấy. Chúng ta có một anten Bluetooth dài khoảng 5-6 cm gì đấy. Chúng ta có một điều khiển từ xa để chúng ta có thể tăng giảm âm lượng, chọn chế độ đầu ra đầu vào, chọn chế độ lọc và chọn chế độ độ sáng màn hình. Đấy là cái điều khiển từ xa. Thì những cái này thì nó khá là đơn giản, hầu như thì chúng ta ai cũng biết rồi nên là em cũng không cần trình bày nhiều vào các cái phụ kiện đi kèm nữa. Thì em có quay để cho mọi người biết rằng là khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm unbox, một sản phẩm mới 100% tại Bảo Tín thì những cái phụ kiện đi kèm của nó sẽ trông như thế nào và nó sẽ đầy đủ các cái phụ kiện như thế nào, và em sẽ tặng thêm cho mọi người những gì. Còn bên trong thì chúng ta sẽ có một cái máy là Topping DX3 Pro cộng bên trong. Với cái thiết kế của Topping thì chúng ta luôn thấy rằng là các sản phẩm của họ đều làm bằng nhôm sần rất là đẹp nhé. Nhôm sần rất là đẹp. Mọi người nhận hàng thì cứ kiểm tra check số series ở đây cùng với hộp xem là có giống nhau hay không, và để kiểm tra xem sản phẩm của chúng ta có phải sản phẩm mới hay không thì mọi người cứ kiểm tra cho em một vài cái. Thứ nhất là dây Bluetooth này. Những cái này nếu mà sử dụng rồi để ra ngoài thì nó sẽ bị oxy hóa nhé, thì màu nó sẽ rất là xấu. Cái thứ hai là các cái đầu jack như thế này, mọi người cũng kiểm tra được bằng cách là xem là các cái đầu jack có dấu hiệu bị ma sát hay không, để chúng ta kiểm tra các cái thiết bị của chúng ta mua có phải là sản phẩm mới hay không. Cái này thì thật ra là em chia sẻ cho mọi người một chút để mọi người kiểm tra thôi, chứ
Sản phẩm mà em gửi đến cho mọi người chắc chắn phải là sản phẩm mới 100% rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ngoại hình của Topping D50S, là Topping DX3 Pro. Em xin lỗi, em nhầm. Đấy, chúng ta có một cái thiết kế to hơn D50S một chút. To hơn D50S một chút và có hai cái vát ở hai bên hông này. Trông khá là công nghệ. Đấy, chúng ta có một cái volume phạm rất là bon tay. Chúng ta có thấy có dễ dàng thấy một cái chân tai nghe ở đây. Và đây là một cái dòng DAC. Tại sao lại là nâng cấp của D50S? Bởi vì là nó là một phiên bản D50S có thêm cái cổng tai nghe, có thêm cổng coaxial để cho người chơi có thêm cái sự trải nghiệm. Chẳng hạn như khi chúng ta có một bộ dàn chúng ta để ở trong phòng hoặc là chúng ta để ở bàn làm việc và chúng ta muốn cần một con đác chuyên cho tai nghe trong cái tầm phân khúc giá của D50S, nhưng D50S lại không có cổng cắm tai nghe cho chúng ta, thì chúng ta có thể chọn là DX3 Pro cộng nhé. Ở sản phẩm này thì chắc chắn rồi, nó đạt chứng chỉ Hi-Res Audio và Wireless Audio. Đấy, Hi-Res Wireless luôn, tức là vừa đạt chứng chỉ âm thanh HD và vừa đạt chứng chỉ âm thanh HD không dây. Chúng ta có hai cái chứng chỉ. Và với DX3 Pro thì mọi người nhìn phía sau nhé, nó sẽ có cho chúng ta thêm một cổng quang này, một cổng PC USB này, một cổng Bluetooth này. Ngoài ra thì sẽ có hai cổng đồng trục coaxial, thì chúng ta có thể lấy từ hai nguồn phát coaxial đầu ra khác nhau, từ music server hay là từ CD sang chẳng hạn. Đầu ra thì sẽ có một đầu ra AV và một đầu ra tai nghe, và chúng ta có thể là xuất đồng thời hai cái đầu ra này cùng một lúc được. Đấy, chứ không có chuyện là chúng ta cắm vào cái này thì cái này sẽ ngắt nhé. Nó sẽ ra đồng thời chúng ta hai cổng cùng một lúc, hoặc chúng ta có thể cài đặt nó ra một cổng này hoặc là một cổng này. Đấy, nó có ba chế độ đầu ra, tức là ra một mình tai, một mình AV không, một mình tai nghe không, hoặc là ra đồng thời cả hai cổng này. Topping là như vậy. Đây là một cái điểm có thể nói là sao nhỉ? Đây là một cái điểm có thể nói là chúng ta thấy rằng là Topping chiều lòng người sử dụng nhất, khi mà các cái hiệu năng đầu ra đều rất là hiệu quả. Với SMSL thì họ không cho chúng ta ra chọn từ cổng một, mà họ chỉ mặc định là ra cả hai thôi. Đấy. Nhưng với Topping thì luôn luôn cho người tiêu dùng có nhiều cái sự lựa chọn về đầu ra hơn. Đấy là về cái hiệu năng. Vậy thì phần chipset module của sản phẩm này như thế nào, mà tại sao em lại bảo là nó là một cái phiên bản cải tiến của Topping D50S? Đầu tiên là chúng ta biết rằng là Topping D50S thì với một cái bộ chipset khá là hoành tráng. Chúng ta có một cặp chip ES9038Q2M đến từ thương hiệu ES nổi tiếng của Mỹ. Đấy. Vậy thì DX3 Pro cũng dùng cặp chip này, cũng là 9038Q2M, một cặp nhé mọi người, một cặp để đánh cân bằng đến từ Mỹ. Chúng ta có chipset giống nhau này, chúng ta có OPA 1612A của DX3 Pro cũng giống như là Topping D50S. Đấy. Ngoài ra thì DX3 Pro khác một chút là DX3 Pro có thêm một OBAM cho tai nghe nữa, là con 6120A2. Đấy, con 6120A2 rất là nổi tiếng. Đấy. Về chip chơi USB thì vẫn là DSD, chip Xbox XU208 thì cũng giống như là D50S. Thì cái chipset thì hai con này thì nó là tương đồng khác nhau, chỉ có mỗi tương đồng giống nhau, chỉ có mỗi là cổng tai nghe này. Chỉ có mỗi là cổng tai nghe của DX3 Pro thì sẽ tốt hơn một chút. Tốt hơn hẳn vì D50S có tai nghe đâu. Đấy, đây là chúng ta thấy là cái sự khác nhau giữa DX3 Pro và Topping D50S là cái tai nghe là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nâng cấp một chút, là tại vì sao? Tại vì là cái chipset Qualcomm CSR8675 của Topping D50S đã được thay bằng con chip Bluetooth là QCC5125. Thì theo như em đánh giá của hãng hoặc là tất cả mọi người dùng thì con QC5125 sẽ nhỉnh hơn một chút. Nên vì nó là chip mới ra đời. Chính vì vậy nên là chúng ta có Bluetooth của DX3 Pro cộng sẽ tốt hơn một chút so với D50S này. Chúng ta có cổng ra tai nghe tiện dụng hơn này. Chắc chắn là với những cái hiệu năng như vậy thì chúng ta sẽ có thể là cân đối giữa việc là với nhu cầu của chúng ta thì nên dùng D50S hay là DX3 Pro cộng. Thì hai con này nó khá là tương đồng. Ngoài ra thì trên cái trình duyệt đầu ra của DX3 Pro cũng có nhiều cái hiệu năng hay hơn một chút. Đấy. Còn tại sao thì em lại nói là nó là bản rút gọn của Topping X5 thì chúng ta đều biết rồi. Với như phiên bản Topping X5 thì chúng ta có rất là nhiều trải nghiệm, như là chúng ta có cái đầu ra cân bằng 3 lần này. Đấy, chúng ta có MQA này. Và chúng ta có rất là nhiều những cái hiệu năng khác với X5. Ta có tai nghe,
cổng ra tai nghe đa dạng hơn. Tuy nhiên là DX3 Pro thì sẽ tiết kiệm cho chúng ta chi phí là nó cắt bỏ đi được cái tính năng MQA. Nên là trong cái tầm giá ở phân khúc tầm trung trung như vậy thì mọi người có thể đưa DX3 Pro vào phân khúc tầm trung nhé. Bởi vì giá của nó chưa đến 5 triệu. Và chưa, nó rẻ hơn DX5 khá là nhiều. Nhưng cái hiệu năng thì sẽ không kém nhiều đâu mọi người. Đấy, hiệu năng sẽ không kém nhiều và chúng ta có thể là vẫn chơi tai nghe được này. Chúng ta vẫn chơi bộ dàn được. Chúng ta chơi rất là tiện. Đối với những ai mà không thích cái tính năng MQA hoặc không dùng đến thì chúng ta có thể là chọn DX3 Pro cộng thay cho DX5 để cắt giảm đi cái chi phí sử dụng. Đấy là với cái hiệu năng về phần rút gọn. Thì ngoài cái hiệu năng MQA ra thì DX3 Pro cũng không có thua thiệt gì nhiều so với DX5. Có một chút phải chăng là cái do cái nguồn tuyến tính ở bên trong thôi. Đấy, đấy là cái sự khác biệt. Và với cái DX3 Pro này thì mọi người có thể là hoàn toàn trải nghiệm với cái hiệu năng rẻ hơn rất là nhiều. Và cái sản phẩm này thì nó tại Bảo Tín có giá là 4.950.000 đồng. Đấy, 4.950.000 đồng. Rất là rẻ đúng không ạ? Rẻ hơn rất nhiều so với DX5. Thì chúng ta có thể là cân nhắc để trải nghiệm cái sản phẩm này. Và nó sẽ không có thua kém nhiều so với DX5. Đấy, tí nữa em sẽ test cho mọi người nghe một đoạn chất âm để chúng ta cùng trải nghiệm cái sự tái tạo, cái khả năng tái tạo của cái phiên bản topping DX3 Pro này, Pro cộng này. Ở đây thì em có cả hai màu là màu đen và màu bạc. Thì em sẽ đưa lại gần một chút để cho mọi người dễ hình dung hơn về ngoại hình của nó. Đấy, và theo rõ mọi người. Đấy. Với ngoại hình như thế này thì cấu hình chúng ta sẽ bật nguồn là chúng ta sẽ bấm một lần vào thì nó sẽ hiện lên. Chúng ta xoay. Đấy, tiếng vặn volume rất là nịnh tai đúng không ạ? Chúng ta xoay xoay để tăng giảm âm lượng. Đấy. Và tiếp theo thì chúng ta có chọn chế độ đầu vào. Ở đây thì chúng ta có quotient 1 này, quotient 2 này. Chúng ta có Bluetooth này. Chúng ta có USB và chúng ta có cổng quang optical. Vậy thì sử dụng ngoài những cái tính năng như thế này thì con này còn có những cái tính năng rất là hay. Thì bây giờ em sẽ lắp một cái điều khiển từ xa vào. Sau đó thì em sẽ thao tác cho mọi người xem thêm một vài cái tính năng của cái DAC DX3 Pro cộng này nhé. Em sẽ chia sẻ một chút về phần tính năng sâu hơn để mọi người dễ hình dung hơn về cái cách sử dụng của sản phẩm này. Đấy, với những cái dòng tông minh khác thì chúng ta sử dụng một cái loại điều khiển chung. Thì bây giờ chúng ta sẽ có là tăng giảm âm lượng. Chúng ta sẽ có tăng giảm âm lượng trực tiếp. Đấy, tăng giảm âm lượng trực tiếp. Chúng ta có light out, tức là chế độ đầu ra. Thì mọi người có thể là để là O1. Được chưa ạ? Chúng ta có thể để là O1. O1 tức là chúng ta sẽ ra bằng đường tín hiệu RCA phía sau để ra bộ dàn. Hoặc là chúng ta có thể để là O2. O2 tức là chúng ta ra cho tai nghe. Thì mọi người bấm vào cái nút tai nghe ở trên điều khiển là được. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể chọn là O3. O3 tức là chúng ta có thể ra đồng thời hai cái cổng này, một cổng tai nghe và một cổng AV phía sau. Thì chúng ta dễ dàng lựa chọn cái hiệu năng. Tiếp theo thì chúng ta có cái chế độ gain này. Cái chế độ gain này tức là nó sẽ có hai chế độ chơi, hai chế độ khuếch đại. Đấy, chúng ta có hai chế độ khuếch đại thì nó sẽ có là 6 dB. Đấy. 6 dB. Giải động và đánh ở 6 dB hoặc là đánh ở 19 dB. Thì nếu mọi người thích cái phần nào, phần tiếng đánh ở 6 dB hay là 19 dB thì nó đều cho chúng ta cái độ khuếch đại công suất như vậy. Cái này thì mọi người dễ dàng lựa chọn cho em. Và chúng ta có các chế độ lọc. Các chế độ lọc để phù hợp với cái khẩu vị nghe của từng người. Những cái này thì mọi người sẽ tự cài đặt theo cái cảm nhận riêng của mình. Chứ nó sẽ không có một cái quy chụp rằng là cái nào là hay nhất cả. Đấy, tùy từng dòng nhạc, tùy từng cách nghe của mọi người thì mọi người nên để làm sao nó cảm thấy nó hợp lý với cái đôi tai của mình là được. Không quá quan trọng đến cái vấn đề này. Đây là chế độ Auto. Auto tức là chúng ta sẽ, nó sẽ tự động tắt màn hình khi chúng ta không sử dụng nữa. Thì mọi người có thể là để chế độ là Off hoặc là chế độ bình thường. Đấy. Và một cái nữa là độ sáng màn hình. Thì mọi người cứ để đến cái mức mà chúng ta cảm thấy vừa mắt nhất là được. Đấy, trên đấy là những toàn bộ những cái tính năng đơn giản của DX3 Pro thôi. Bây giờ thì em sẽ đến với phần test một đoạn nhạc để cho mọi người cùng cảm nhận cái khả năng tái tạo của nó nhé. Vâng, bây giờ thì em sẽ tiến hành test cho mọi người nghe một cái đoạn mà chiếc DX3 Pro này có thể tái tạo được. Thì chúng ta xem là với cái phiên bản DX3 Pro này thì âm thanh có
thua kém nhiều so với X50 hay là hơn nhiều so với D50S0 chẳng hạn nhé, thì em sẽ sử dụng trực tiếp cái app nghe nhạc Tidal. Quảng cáo một chút là mọi người nên nhé, mọi người nên bỏ các cái phần mềm nghe nhạc trên điện thoại của chúng ta như là Zing MP3 hay là Spotify đi, để chúng ta sử dụng cái app này. App này rất là rẻ, thậm chí cái gói rẻ hơn cả cái gói premium mà chúng ta mua với Spotify, để chúng ta nghe và chất lượng nhạc của nó lại khá là tốt ở trên này, thì chúng ta có thể sử dụng. Là nhạc Việt ở bây giờ trên này cũng rất là nhiều rồi, thì mọi người có thể trải nghiệm nhé. Bây giờ em sẽ test cho mọi người nghe nghe. Thì em sẽ không test nhiều, vì là test nhiều thì YouTube sẽ đánh bản quyền và cái video của em sẽ bị tụt tương tác. Nên là mọi người có thể nghe qua một đoạn như vậy và chúng ta có thêm cái trải nghiệm, mà cho mình thêm một cái sản phẩm nữa để xem là liệu DX3 Pro có phù hợp với cái nhu cầu của mình không nhé. Thì nếu mọi người có băn khoăn hay có bất kỳ gì cái điều gì cần tư vấn hay là cần hỗ trợ về các cái sản phẩm DAC, thì mọi người có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại là 0826 110011. Em có ghi ở trên góc màn hình cùng với cái thông tin website của em, thì mọi người có thể truy cập vào đấy để xem trực tiếp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và cái sản phẩm này thì em có báo giá lại luôn với mọi người là giá công khai là 4.950.000 đồng, có miễn phí vận chuyển tặng kèm một dây quang audio quét. Đấy, có miễn phí vận chuyển tặng kèm một dây quang audio quét và hỗ trợ sản phẩm về các cái cách chơi của mọi người như setup chơi máy tính, chơi điện thoại, hay là hỗ trợ cài đặt các cái phần mềm liên quan, hoặc là chúng ta chơi TV cũng được nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Cảm ơn mọi người.